Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức trong nước mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến vụ nổ súng ở Đắk Lắk trong ngày 13 tháng 6, các lực lượng truy bắt tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đã bắt thêm 6 đối tượng, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ trong vụ gây mất an ninh trật tự tại huyện Cư Cun, Đắk Lắk lên 45 đối tượng. Hung hãn, liều lĩnh là hành vi của nhóm đối tượng liên quan đến vụ nổ súng ở Đắk Lắk. Các đối tượng đã chuẩn bị các kế hoạch làm loạn. Súng, dao, bom, xăng, lựu đạn là những hung khí mà các đối tượng đã sử dụng để thực hiện hành vi giết người đối với cán bộ và người dân. Các cửa sổ, cửa chính ở hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cô Tu đều bị đập phá, nhiều tài liệu giấy tờ bị đốt. Nghiêm trọng hơn, gặp bất cứ ai ở trụ sở Ủy ban Nhân dân hay người dân đi đường, các đối tượng đều rất hung hãn xuống tay. Sau khi đập phá cửa, các đối tượng đã ném bom xăng vào các phòng. Rất nhiều loại giấy tờ lưu trữ quan trọng tại Ủy ban Nhân dân xã đã bị cháy hết. Tại đây, nhiều vết đạn để lại cho thấy tính chất manh động của nhóm đối tượng này. Sau khi đột nhập, đốt phá hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, nhóm đối tượng di chuyển trên đường đã tiếp tục sử dụng súng, dao, bom xăng, tấn công khiến 5 người chết. Để thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng này, nhóm đối tượng đã từng tập trung, họp bàn, phân công và đưa vũ khí cho từng đối tượng. Nhóm đối tượng có tính chất manh động là người thuộc nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nhiều đối tượng khai bị lôi kéo, dụ dỗ thực hiện hành vi do được hứa hẹn sẽ được cho tiền, tài sản sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Vụ nổ súng của nhóm đối tượng đã làm 9 người chết, 2 người bị thương. Tính đến 18 giờ ngày 13 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ thêm được 6 đối tượng tham gia vụ nổ súng, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ lên 45. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại, đồng thời kêu gọi những người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau nhiều ngày có mưa, thời điểm này mực nước thượng lưu nhà máy thủy điện Sơn La đã có nhiều cải thiện và cao hơn mực nước chết. Hiện nay nhà máy vẫn đang tập trung tích nước hồ chứa để phục vụ phát điện vào thời điểm cuối tháng 6 đầu tháng 7 này. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên VTC đang có mặt tại đây, người dân dưới khu vực hạ lưu thủy điện Sơn La vẫn bày tỏ nhiều lo lắng khi khó khăn vẫn bủa vây họ. Theo nhà máy thủy điện Sơn La, trong những ngày đầu tháng 6 năm 2023, các tổ máy của nhà máy đã vận hành dưới mực nước chết. Mực nước thấp nhất từ khi đưa vào vận hành đến nay là 174,54m lúc 13 giờ ngày 3 tháng 6. Sau hơn một tuần tích nước để chuẩn bị cho các đợt nắng nóng tiếp theo cuối tháng 6 và đầu tháng 7, thì mực nước thượng lưu nhà máy thủy điện Sơn La vào lúc 14 giờ ngày 13 tháng 6 là 176,82m, cao hơn mực nước chết của hồ chứa là 1,82m. Với mực nước thượng lưu hiện tại, nếu 6 tổ máy phát công suất tối đa mỗi tổ 300MW, lưu lượng về trung bình dự kiến khoảng 300m³/giây, thì sau khoảng 22 giờ, mực nước thượng lưu sẽ về mực nước chết là 175m. Tất cả các tổ máy thủy điện Sơn La ở thời điểm hiện tại là đang dừng dự phòng và một tổ máy thì chạy bù. Thì các tổ máy là sẽ luôn sẵn sàng để huy động theo yêu cầu của Trung tâm Điều động của Hệ thống điện quốc gia để đáp ứng cái theo cái chế độ hệ thống điện. Đối với nhà máy thì chúng tôi cũng thường xuyên bố trí các cái ca trực vận hành là liên tục, 3 ca liên tục. Thì khi mà mực nước giảm xuống thấp, đặc biệt là khi sát với ngưỡng mực nước chết, thì chúng tôi sẽ tăng cường thêm lực lượng và làm dày thêm các cái chu kỳ kiểm tra, ví dụ khoảng từ 2 giờ xuống 1 giờ đồng hồ để mà phát hiện sớm các cái khiếm khuyết thiết bị và đảm bảo là sẵn sàng xử lý tất cả các cái khiếm khuyết để tổ máy được huy động ngay khi mà được Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia yêu cầu. Xuôi về phía hạ du nhà máy thủy điện Sơn La, đoạn qua xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã cạn kiệt, chỉ còn trơ lại những hòn đá lớn như thế này. Theo chị Lò Thị Văn, chưa bao giờ mực nước tại đây xuống thấp đến thế. Hai tháng trở lại đây, lòng sông cạn chưa đáy, nhiều người dân không còn thủy sản để đánh bắt, cũng không còn nước để làm vườn. Một tháng nay thì cũng thấy mực nước nó cũng cạn như thế này ý. Vì năm nay thì cũng không thấy mưa. Mọi năm thì mưa có mưa thì nước nó cũng không cạn như thế này. Còn năm nay thì thấy nó cạn, thời tiết nó cũng khắc nghiệt thì nước thì nó cũng không có nhiều đấy. Nhiều nhà dân thì cũng không có nước để sử dụng. Gặp nhiều khó khăn là nước nó lên thì nước xuống như thế này thì nó sẽ bị mắc cạn đấy ạ. Mắc cạn xong lên thì nó lúc xả thì nó lại lên đột ngột thì nước nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến nuôi trồng thủy sản. Nhiều người dân nằm dưới hạ lưu thủy điện Sơn La
cũng bày tỏ lo lắng khi mực nước tại lòng sông ngày càng cạn kiệt. Hạn hán thì năm nay thì hơi bất đấy, hơi bất thường như năm khác, thì năm nay là làm ăn hơi khó khăn nhiều lắm. Chứ bọn em làm ruộng ở trên kia, khe suối ở trên kia toàn chết cháy hết, không có nước mà. Nó khô hanh lại nên ra là ruộng đây nó còn phải bơm lại này. Lúc nào nếu mà nước ở gần đây thì còn đỡ, còn kéo ống nó đỡ, còn cạn như thế này phải kéo tít từ dưới luôn. Để bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn, công ty Thủy điện Sơn La, đơn vị quản lý nhà máy Thủy điện Sơn La và Thủy điện Lai Châu đang tích cực bảo dưỡng, đồng thời bố trí thêm nhân lực thường trực theo dõi, thu thập số liệu hệ thống thiết bị, phục vụ cho việc đánh giá, phân tích để vận hành an toàn, hiệu quả các tổ máy. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Công Thương, lượng mưa mấy ngày qua đã nâng tổng lưu lượng nước về các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc tăng 28% so với lưu lượng nước về ngày 11 tháng 6, chủ yếu về các hồ Hòa Bình và Lai Châu. Theo đánh giá của Cục Điều tiết Điện lực về lượng nước có phần cải thiện. Trong thời gian vừa qua, do hạn chế huy động các nhà máy thủy điện lớn đa mục tiêu để dự phòng các ngày nắng nóng sắp tới, nên mực nước các hồ thủy điện đa mục tiêu đều đã trên mực nước chết. Tuy nhiên, chưa nhiều. Nếu tính tổng công suất không huy động được từ thủy điện thì vào khoảng 500.000 MW. Hiện tổng công suất nguồn lớn nhất miền Bắc đạt 18.580 MW, trong đó công suất lớn nhất của thủy điện là 3.800 MW. Ngày 12 tháng 6, mực nước các hồ thủy điện đã trên mực nước chết, đặc biệt hồ Hòa Bình cao hơn mực nước chết 22,8m, hồ Lai Châu là 6,9m. Trong nghị quyết số 53 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Chính phủ vừa có yêu cầu thành phố Hà Nội làm rõ trách nhiệm xử lý các sai phạm liên quan đến 6 siêu dự án, cụm dự án, sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước khác không hiệu quả hoặc lãng phí. 6 dự án, cụm dự án trên gồm dự án nhà ở sinh viên tại khu đô thị mới Pháp Vân, Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, dự án tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích, Bảo tàng Hà Nội, dự án tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo, dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn ga Hà Nội, dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Ngoài chậm tiến độ 6 siêu dự án đầu tư công tại Hà Nội, trong đó có 2 dự án đường sắt đô thị, 2 dự án liên quan đến xử lý nước thải thủy lợi, 1 dự án nhà ở, 1 dự án bảo tàng vừa được Chính phủ có yêu cầu làm rõ các sai phạm tiêu cực. Để triển khai yêu cầu này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phân loại để xây dựng kế hoạch, lộ trình, làm rõ trách nhiệm, xử lý các sai phạm, tiêu cực, các tồn tại được nêu tại nghị quyết của Quốc hội, hoàn thành các công việc này trước 31 tháng 7.